chánh văn. 6. Lúc bấy giờ, Ngài Văn Thù Sư Lợi nói với Ngài Di Lặc Đại Bồ Tát cùng các vị đại sĩ: Các thiện nam tử, như chỗ ta xét nghĩ, thời nay Đức Phật Thế Tôn muốn nói pháp lớn, mưa pháp vũ lớn, thổi pháp loa lớn, đánh pháp cổ lớn và diễn pháp nghĩa lớn. Các thiện nam tử, ta từng ở nơi các Đức Phật đời quá khứ thấy điềm lành này. Phật kia phóng hào quang đó rồi liền nói pháp lớn. Cho nên chắc biết rằng hôm nay Đức Phật hiện hào quang cũng lại như vậy. Phật vì muốn cho chúng sinh đều đặng nghe biết pháp màu mà tất cả trong đời khó tin theo, cho nên hiện điềm lành này. Giảng giải. Đây là Ngài Văn Thù tổng đáp về ý hỏi của Ngài Di Lặc. Luận về điềm lành chẳng phải là luống ứng, hễ ứng thì ắt có nguyên do. Thế nên biết rằng Phật hiện điềm lành là tướng trước sắp nói đại pháp vậy. Mưa là để nhuần thấm sự tiêu khô của cây cỏ, còn loa là để nhất trí mọi người, cổ, trống là để sách tấn sự biến nhát giải đãi của mọi người, đều là những thí dụ để nói đại pháp. Bởi vì đại pháp rất hy hữu, sợ rằng người nghe cho là tầm thường. Vì muốn sinh ý tưởng khó gặp nên trước dùng điềm lành làm cho kinh sợ và phát sinh lầm nghi. Cho nên nói, vì muốn cho mọi người đều được nghe biết pháp khó tin nên mới hiện điềm lành. Chánh văn. 7. Các thiện nam tử, như vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp về trước, bây giờ có Đức Phật hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn diễn nói chánh pháp. Ban đầu, giữa, rốt sau ba chặng đều lành, nghĩa lý rất sâu xa, lời lẽ khéo màu, thuần một không tạp, đầy đủ cả tướng phạm hạnh thanh bạch. Phật vì người cầu đạo thanh văn nói pháp tứ đế, thoát khỏi sinh già bệnh chết, cứu cánh niết bàn. Vì hạng cầu quả duyên giác nói pháp 12 nhân duyên. Vì hạng Bồ Tát nói 6 pháp ba la mật, làm cho chứng đặng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành bậc nhất thiết chủng trí. Giảng giải. Đây là dẫn việc xưa của Phật Đăng Minh để chứng minh cho Đức Thích Ca noi theo đạo của Ngài. Đó là để hiển bày diệu pháp truyền nối vốn có lý do vậy. Đức Phật hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, đó là do vì Nhật và Nguyệt là thông cả ngày và đêm, còn có chỗ không chiếu đến đó thì dùng đèn, đăng để nối. Đây ý nói là thường chiếu sáng chẳng tối, để tượng trưng cho đức của phổ quang minh trí. Người có thể chứng được trí này thì gọi đó là Phật, cho nên có 10 hiệu đầy đủ. Bởi Đức Phật đã chứng được căn bản thật trí, thế nên pháp được nói ra thì ứng với tánh mà luận. Vì thế trong ba thời, ban đầu, chặng giữa và rốt sau đều lành. Vì tùy cơ phân biệt mà nói ra ba thừa để làm phương tiện cho nhất thừa, nên gọi là khiến cho thành nhất thiết chủng trí. Dẫn xưa để chứng cho nay, đây là hóa nghi của Đức Thích Ca đồng nhau. Chánh văn. 8. Kế lại có Đức Phật cũng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, lại có Đức Phật cũng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh. Như thế đến hai muôn Đức Phật đều đồng một tên, hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, lại cùng đồng một họ, họ Phả La Đọa. Di Lặc nên biết, Đức Phật trước, Đức Phật sau đều đồng một tên, hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, đầy đủ 10 hiệu. Những pháp được nói ra, đầu, giữa, sau đều lành. Đức Phật rốt sao cả, lúc chưa xuất gia có 8 vị vương tử. Người thứ nhất tên Hữu Ý,
thứ hai tên Thiện Ý, thứ ba tên Vô Lượng Ý, thứ tư tên Bảo Ý, thứ năm tên Tăng Ý, thứ sáu tên Trừ Nghi Ý, thứ bảy tên Hướng Ý, thứ tám tên Pháp Ý. Tám vị vương tử đó có ai đức tự tại, đều lãnh trị bốn châu thiên hạ. Nghe vua cha xuất gia chứng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều bỏ ngôi vua, cũng xuất gia theo, phát tâm đại thừa, thường tu hành thanh tịnh, đều làm bậc pháp sư. Thuở trước đã từng ở chỗ nghìn muôn đức Phật dung trồng các cội lành. Giảng giải. Đây là trải qua thuở trước có hai muôn đức Phật danh tự đều đồng mà thuyết pháp cũng đồng, để chứng minh đạo của chư Phật đều đồng, vì để hiển bày diệu pháp tâm tâm ấn nhau. Danh hiệu và chỗ chứng đã đồng mà thuyết pháp cũng đồng, cho nên ban đầu, giữa, rốt sau đều lành. Bởi do căn bản trí chuyển nơi tám thức mà thành. Thế nên, Đức Phật rốt sau lúc chưa xuất gia có tám vị vương tử. Đây là nói hiện tượng bản giác tại triền. Còn nói tám vị vương tử đều lãnh trị cả bốn châu thiên hạ, nghĩa là tám thức kia chẳng rời tứ đại căn thân. A Lại Gia xuất triền, thành đại viên cảnh trí là căn bản trí. Cho nên nghe cha xuất gia thì các thức kia đều xả nhiễm ô mà thành căn bản trí. Thế nên gọi rằng thảy đều bỏ ngôi vua, cũng theo cha xuất gia, thường tu hạnh thanh tịnh. Đức Phật Thích Ca vốn bổn đã đồng với xưa mà cái tích cũng giống nhau. Bổn và tích đã đồng thì không có gì chẳng đồng. Chánh văn 9. Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh lúc đó nói kinh Đại Thừa tên Vô Lượng Nghĩa Xứ Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Nói kinh đó rồi, Phật liền ở trong đại chúng ngồi xếp bằng, nhập vào cảnh chánh định Vô Lượng Nghĩa Xứ, thân và tâm chẳng động. Khi ấy, trời mưa hoa Mạng Đà La, hoa Ma Ha Mạng Đà La, hoa Mạng Thù Sa cùng hoa Ma Ha Mạng Thù Sa để rải trên Đức Phật và hàng đại chúng. Khắp cõi nước Phật sáu điệu vang động. Lúc đó trong hội, hàng tỷ kheo, tỷ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, trời, rồng, dạ xoa, càng thác bà, Atula, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nhân, phi nhân, cùng các vị tiểu vương, các vị chuyển luân pháp vương, vân vân. Các đại chúng đó đặng điều chưa từng có, mừng rỡ chắp tay một lòng nhìn Phật. Bây giờ, Đức Như Lai từ tướng lông trắng chặn giữa chân mày, phóng ra luồng ánh sáng soi khắp cùng cả một muôn tám nghìn cõi nước ở phương Đông, như nay đang thấy ở cõi Phật đây. Di Lặc nên biết, khi đó trong hội có 20 ức Bồ Tát ưa muốn nghe pháp. Các vị Bồ Tát ấy thấy ánh sáng chiếu khắp các cõi Phật đặng điều chưa từng có, đều muốn biết vì duyên cớ gì mà phóng ánh sáng này. Khi ấy có vị Bồ Tát hiệu Diệu Quang có 800 người đệ tử. Bây giờ Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh từ trong chánh định mà dạy, vì Diệu Quang Bồ Tát nói kinh Đại Thừa tên Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm, trải qua 60 tiểu kiếp chẳng rời chỗ ngồi. Lúc ấy trong hội, người nghe pháp cũng ngồi một chỗ đến 60 tiểu kiếp, thân tâm đều không lay động, nghe Đức Phật nói pháp cho là như trong khoảng bữa ăn. Bây giờ
trong chúng không có một người nào hoặc là thân hoặc là tâm mà sinh lười mỏi. Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh trong 60 tiểu kiếp nói kinh đó rồi, liền ở trong chúng ma, phạm, sa môn, bà la môn và trời, người, Atula mà tuyên rằng: hôm nay vào nửa đêm, Như Lai sẽ nhập vô dư niết bàn. Khi đó, có vị Bồ Tát tên Đức Tạng, Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh liền thọ ký cho, bảo các tỷ kheo rằng: ông Đức Tạng Bồ Tát này kế đây sẽ thành Phật, hiệu là Tịnh Thân Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng chánh giác. Đức Phật thọ ký xong, vào nửa đêm bèn nhập vô dư niết bàn. Sau khi Đức Phật diệt độ, Diệu Quang Bồ Tát trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa trải 80 tiểu kiếp vì người mà diễn nói. 8 người con của Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đều học với Ngài Diệu Quang. Ngài Diệu Quang dạy bảo cho đều vững bền ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các vị dương tử đó cúng dường vô lượng trăm ngàn muôn ức Đức Phật đều thành Phật đạo. Vị thành Phật rốt sao hết, hiệu là Nhiên Đăng. Trong 800 người đệ tử, có một người tên Cầu Danh. Người này tham ưa danh lợi, dầu cũng đọc tụng các kinh mà chẳng thuộc rành, phần nhiều quên mất nên gọi là Cầu Danh. Người này cũng do có trồng các nhân duyên căn lành, nên đặng gặp vô lượng trăm nghìn muôn ức Đức Phật mà cúng dường cung kính, tôn trọng khen ngợi. Di Lặc nên biết, lúc đó Diệu Quang Bồ Tát đâu phải người nào lạ, chính là ta đấy. Còn Cầu Danh Bồ Tát là Ngài đấy. Nay thấy điềm lành này cùng với xưa không khác, cho nên ta xét nghĩ, hôm nay Đức Phật Như Lai sẽ nói kinh Đại Thừa tên Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Giảng giải: đây là chư Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh truyền nhau đến hai muôn vị Phật, do đó mà biết Phật tánh chủng tử trước vô thủy. Hễ thời gian đến là nói kinh vô lượng nghĩa, rồi nhập vào định vô lượng nghĩa. Đó là chư Phật lấy sự khai Phật tri kiến làm lời luận bàn cứu cánh vậy. Mưa hoa, động địa, phóng quang, vân vân, mỗi mỗi việc đều giống như hiện nay là để hiển bày thật tướng tâm cảnh thủy chung bất nhị, tịch diệt chân thường. Đây là pháp hy hữu, đại chúng khởi nghi kia thật là sự khó tin khó hiểu. Từ hồi nào nó đã cũ rồi, chẳng phải đợi đến ngày nay. Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh sau khi xuất định, liền nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đủ để chứng minh cho pháp khai quyền hiển thật. Từ xưa chính là quy tắc của chư Phật thuyết pháp, do đây mà có thể biết sự việc ngày hôm nay. Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh lúc nói diệu pháp, trải qua 60 tiểu kiếp lâu xa mà hàng thính chúng cho rằng thời gian như khoảng bữa ăn. Do đây nên biết rằng, nhất thừa diệu pháp Phật tri kiến địa là phổ quang minh trí, chẳng rời sát na tế tam muội. Khi đã nhập vào tam muội này rồi, thì tình, kiến, sinh, diệt đều mất. Khoảnh khắc và lâu xa nhất trí, giống nhau, trọn không có tướng thân tâm, thì mười đời xưa nay trước sau chẳng rời ở nơi đương niệm. Đó là lý do không có người nào sinh ra sự lười biếng mỏi mệt. Đức Phật thuyết kinh này rồi, liền vào Niết Bàn. Vì việc lợi sinh của chư Phật đã trọn đại sự này, thì bản hoài xuất thế kia ắt xong rồi. Do đó nên biết, Đức Phật chẳng bao lâu giờ nhập Niết Bàn ắt đến. Sắp nhập Niết Bàn mà thọ ký cho Đức Tạng Bồ Tát, đó là muốn đem pháp này phó chúc cho có chỗ, là mong đem pháp truyền nối đến nơi vô cùng, đủ để chứng minh rằng hàng đệ tử trong hội đây sẽ có phần thành Phật. Sau khi Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh nhập diệt, Ngài Diệu Quang trì kinh Pháp Hoa 80 tiểu kiếp,
vì người diễn nói. Đó là để hiển bày nhất thừa Phật tri kiến địa, rốt ráo chẳng rời nơi trí dụng. Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh có 8 dương tử đều thờ Ngài Diệu Quang là Thầy. Đó là để hiển bày Diệu Quang sát trí, đệ lục thức, ở nơi nhân mà có công dụng chuyển nhiễm thành tịnh, còn ở nơi quả thì có công dụng soi cơ thuyết pháp. 8 vị dương tử đều chứng thành Phật đạo. Vị dương tử rốt sao thành Phật hiệu là Nhiên Đăng. Nhân nơi thờ Ngài Diệu Quang Pháp Sư mà thành quả, cũng nương ở công dụng trì kinh Pháp Hoa. Đức Phật Nhiên Đăng là thầy của Đức Thích Ca, thì diệu pháp kia xoay dần truyền thọ có từ xưa đến nay. Đây là để chứng minh cho xưa và nay là nhất đạo. Nhưng tri kiến của Đức Phật đây chẳng phải là của thức tình tư lương phân biệt. Thế nên, người cầu danh tham lợi thì chẳng có thể thông thuộc được. Vả lại, vì do nơi thiện căn để làm chân nhân thành Phật, cho nên mới được gặp nhiều Đức Phật. Đây chính là một chứng minh cụ thể mà hàng thanh văn đã được thọ ký ngày nay. Do đó, Ngài Văn Thù kết chỉ rằng, lúc đó, Diệu Quang Bồ Tát đâu phải người nào lạ, chính là ta đấy. Còn cầu danh Bồ Tát là Ngài đấy. Ngài Di Lặc Bồ Tát thuở xưa đã từng trì kinh này mà còn nghi sự việc hiện tiền nay, nên biết rằng kinh này chẳng phải là cảnh giới của thức tâm phân biệt. Trải qua xem xét thuở xưa về điềm lành, nhập định, phóng quang cùng với nhân duyên xuất định phóng quang, thuyết kinh thọ ký, thì biết hôm nay ắt nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Đây là khởi đầu của thuở xưa, tức là nguyên nhân của Pháp hội nay. Trước là chỉ bày tâm cảnh thật tướng tịch diệt, toàn thể đại dụng nhất thiết hiện bày. Đây chẳng phải do ngôn thuyết mà có thể đến được. Thế nên mới phóng một hào quang viên minh hiển hiện, để nhờ Ngài Văn Thù đại trí, vì chúng mà kèm thông, trọn thấy được bản ngoài xuất thế của Đức Như Lai. Tức là từ 40 năm đến nay chưa từng ra khỏi Phổ Quang Minh Trí Sát Na Tế Tam Muội. Đức Thế Tôn một hôm thăng tòa, Ngài Văn Thù bạch chùy rằng, quan sát kỹ Pháp của Phật như vậy. Thế nên ở sau, phần chánh nói diệu Pháp chỉ nói như thị mà thôi. Chánh văn 10. Bây giờ, Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ở trong đại chúng muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: ta nhớ thuở quá khứ, vô lượng vô số kiếp, có Phật nhân trung tôn, hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh. Đức Thế Tôn nói Pháp, độ vô lượng chúng sinh, vô số ức Bồ Tát, khiến vào trí huệ Phật. Khi Phật chưa xuất gia, có sinh 8 dương tử, thấy Đại Thánh xuất gia, cũng theo tu phạm hạnh. Phật nói kinh Đại Thừa, tên là Vô Lượng Nghĩa, ở trong hàng đại chúng, mà vì rộng tỏ bày. Phật nói kinh ấy rồi, liền ở trong Pháp Tòa, xếp bằng nhập chánh định, tên Vô Lượng Nghĩa Xứ. Trời rưới hoa mạn đà, trống trời tự nhiên vang, cắt trời rồng quỷ thần, cúng dường đấng dơn tôn. Tất cả các cõi Phật, tức thời vang động lớn. Phật phóng sáng giữa mày, hiện các việc hy hữu, ánh sáng chiếu phương đông, muôn 8.000 cõi Phật,
bày sinh tử nghiệp báo của tất cả chúng sinh. Lại thấy các cõi Phật dùng các báo trang nghiêm màu lưu ly pha lê, đây bởi Phật quang soi. Lại thấy những trời người rồng thần chúng dạ xoa càn thác khẩn na la đều cúng dường Phật mình. Lại thấy các Như Lai tự nhiên thành Phật đạo, màu thân như núi vàng, đoan nghiêm rất đẹp màu, như trong lưu ly sạch hiện ra tượng chân kim. Thế Tôn trong đại chúng dạy nói nghĩa thâm diệu. Mỗi mỗi các cõi Phật, chúng thanh văn vô số, nhân Phật quang soi sáng, đều thấy đại chúng kia. Hoặc có các tỷ kheo ở tại trong núi rừng, tinh tấn giữ tịnh giới, dường như nhìn châu sáng. Lại thấy các Bồ Tát bố thí nhẫn nhục thảy, số đông như hàng sa, đây bởi sáng vật soi. Lại thấy hàng Bồ Tát sâu vào các thiền định, thân tâm lặng chẳng động để cầu đạo vô thượng. Lại thấy các Bồ Tát rõ tướng pháp tịch diệt, đều ở tại nước mình nói pháp cầu Phật đạo. Bấy giờ bốn bộ chúng thấy Phật nhật nguyệt đăng hiện sức thần thông lớn, tâm kia đều vui mừng. Mỗi người tự hỏi nhau, việc này nhân duyên gì? Đấng của trời người thờ vừa từ chánh định dậy, khen Diệu Quang Bồ Tát: ông là mắt của đời, mọi người đều tin về, hay dân giữ tạng pháp, như pháp của ta nói, chỉ ông chứng biết được. Đức Phật đã ngợi khen cho Diệu Quang vui mừng, liền nói kinh Pháp Hoa, trải 60 tiểu kiếp, chẳng rời chỗ ngồi ấy. Ngài Diệu Quang Pháp Sư trọn đều hay thọ trì pháp thượng diệu của Phật. Phật nói kinh Pháp Hoa cho chúng vui mừng rồi, liền chính trong ngày đó bảo hàng chúng trời người: các pháp nghĩa thật tướng, đã vì các ông nói, nay ta giữa đêm này sẽ vào cõi Niết Bàn, phải một lòng tinh tấn, rời các sự buông lung. Các Phật rất khó gặp, ức kiếp được một lần. Các con của Phật thảy nghe Phật sắp nhập diệt, thảy đều lòng buồn khổ: Phật sao gấp diệt vậy? Đấng Thánh Chúa Pháp Vương an ủi vô lượng chúng: nếu lúc ta diệt độ, các ông chớ lo sợ. Đức Tạng Bồ Tát đây tâm đã được thông thấu, nơi vô lậu thật tướng, kế đây sẽ thành Phật, tên hiệu là Tịnh Thân, cũng độ vô lượng chúng. Đêm đó Phật diệt độ, như củi hết lửa tắt, chia phân các xá lợi mà xây vô lượng tháp. Tỷ kheo ni số đông như hằng sa, lại càng thêm tinh tấn để cầu đạo vô thượng. Giảng giải. Đoạn tụng này ở phần trường hàng nói về việc nhập định, phóng quang và trong hào quang hiện vô lượng pháp giới sự tướng. Trong hào quang viên hiện pháp giới sự tướng, chúng sinh và Phật thủy chung mỗi mỗi đồng nhau. Chỉ nói sắp nhập diệt thì có nói rõ lời răn dạy khuyên gắn, và sau khi diệt độ xây tháp, hàng tư chúng tinh tấn cầu đạo, vân vân. Đây là lời dự để làm phép tắc tối hậu cho pháp hội hôm nay, để thấy rằng Phật pháp khó gặp. Chánh văn 11. Diệu Quang Pháp Sư ấy dân giữ Phật pháp tạng trong 80 tiểu kiếp, rộng nói kinh Pháp Hoa. Tám vị vương tử đó được Diệu Quang dạy bảo vững bền đạo vô thượng, sẽ thấy vô số Phật, cúng dường các Phật xong thuận theo tu đại đạo, nối nhau đặng thành Phật.
chuyển thứ thọ ký nhau. Đấng Phật rốt sao cả, hiệu là Phật Nhiên Đăng, đạo sư của thiên tiên, độ thoát vô lượng chúng. Diệu Quang Pháp Sư đó có một người đệ tử, tâm thường cưu biến trễ, tham ưa nơi danh lợi, cầu danh lợi không nhàm, thường đến nhà sang giàu, rời bỏ việc tụng học, bỏ quên không thông thuộc. Vì bởi nhân duyên ấy nên gọi là cầu danh, cũng tu các nghiệp lành, đặng thấy vô số Phật, cúng dường các đức Phật, thuận theo tu đại đạo, đủ sáu ba la mật. Nay gặp Đấng Thích Ca, sau đây sẽ thành Phật, hiểu rằng Phật Di Lặc rộng độ hàng chúng sinh, số đông đến vô lượng. Sao Phật kia diệt độ, lười biếng đó là Ngài, còn Diệu Quang Pháp Sư, nay thời chính là ta. Ta thấy Phật đăng minh, điểm sáng trước như thế, cho nên biết rằng nay Phật muốn nói Pháp Hoa. Tướng nay như điểm xưa là phương tiện của Phật. Nay Phật phóng ánh sáng, giúp bày nghĩa thật tướng. Các người nay nên biết, chắp tay một lòng chờ, Phật sẽ rưới nước Pháp, đầy đủ người cầu đạo. Các người cầu ba thừa, nếu có chỗ nghi hối, Phật sẽ dứt trừ cho, khiến hết không còn thừa. Giảng giải. Đoạn tụng này là lặp lại những sự trở hóa, truyền tuyên hiển ích đều đồng, kết chứng ắt là thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nên trước dùng điềm lành, tướng ánh sáng để làm phương tiện. Hôm nay Đức Phật phóng quang trợ phát nghĩa thật tướng, đó là do Phật tri kiến tịch diệt tâm cảnh, rất chẳng phải là ngôn thuyết tư lương có thể đến được, bèn dùng hào quang đoan tướng tam muội để chỉ bày đó. Chỗ gọi rằng Đức Như Lai ấn ngón chân thì hải ấn phát quang, muốn khiến cho mọi người liền đó bèn thấy, chẳng cách ở nơi mảy lông. Sở dĩ trong tông môn, chư tổ dùng gậy, dùng hét, giao trì, lẹ liền, nhướng mày, nháy mắt, không gì chẳng phải là chỉ thẳng ý tổ. Đây là chẳng chờ ngôn thuyết để làm phương tiện vậy. Nếu người có thể rõ thấu quan tướng này, thì nhật dụng hiện tiền ở trong sáu thời ho hen, khạc nhổ, động tay, không gì chẳng phải là pháp hoa tam muội vậy.